Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu hiệu tuyển chọn. Thì video ngày hôm nay thì em Dương sẽ lên cho anh em tiếp tục sản phẩm áo polo nha em nhé. Thì hôm nay em sẽ sale cho anh em đồng giá là 199k cho một sản phẩm free ship toàn quốc cho anh em nhé. Anh em nhận hàng thì có thể mở hàng kiểm tra thoải mái giúp em nhé. Nếu không ưng hoặc không vừa, không hài lòng với sản phẩm thì xin vui lòng gửi lại cho ship giúp em. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em tổng cộng là khoảng 40 mã áo polo nhé. Em có Burberry này, có Tommy Hilfiger này, Valentino này, Nike này, Adidas này. Ngoài ra rất nhiều thương hiệu lớn khác anh em nhé. Hôm nay em sẽ lên cho anh em từ mã Y1 nhé. Y1 này. Đầu tiên em lên cho anh em một con Burberry Gop này. Đây, con size M này. Đây, con này thì nói chung là độ mới cũng còn khoảng 90% anh em, trên 90%. Áo rất là mới này. Đây. Cúc màu chữ Burberry Gop này. Con này là áo màu kem nhé anh em nhé. Kem họa tiết hồng kẻ ngang. Logo theo này. Đây, tiếp theo nhé. Con này là mã Y1 này, vai 45, bụng 47, dài 64 nhé. Cho anh em là khoảng 560 cân cho em. 1m63 đến 1m khoảng 1m68 anh em nhé. Con này thì em bán 600 anh em nhé. 600.000 em Burberry Gop chất cốt tông, cực thích luôn. Con này hàng made in Japan anh em nhé, 100% cốt tông, đây, tác như mới. Đây, cổ cái thứ vẫn mới lắm anh em nhé. Form size M. Mã Y1. Mã tiếp theo này. Một em Tommy Hilfiger này, màu xanh này, rất đẹp anh em nhé. Tommy Hilfiger này, chất liệu cốt tông. Đây, họa tiết theo này. Đây, độ mới con này cũng khoảng trên 90% anh em nhé. Đây, con này made in Sri Lanka này. Con size L này, con size M. Mã Y2 này, vai 49, bụng 56, dài 72 nhé. Cho anh em nào tầm khoảng độ 6-70 cân cho em, 1m68 đến 1m75 cho em nhé. Đây, con này là chất liệu cốt tông 100% này, tác này, rất mới này. Mã Y2 này. Mã tiếp theo là mã Y3 nhé. Một em áo đến từ thương hiệu kinh đồ thời trang Paris. Đây, con này còn nguyên tác anh em nhé. Nguyên tác này. Đây, nguyên tác thì độ mới như là rất cao rồi. Đây, Sorania. Họa tiết theo anh em nhé. Họa tiết theo này. Mã Y3 này. Vai 48, bụng 58, dài 69 này. Cho anh em là khoảng 55 đến 65 cân cho em. 1m63 đến 1m70 anh em nhé. Đây, con này là 65% polyester, còn lại là cốt tông, vải pha anh em nhé. Mã Y3 này. Tiếp theo này, mã Y4 này, một em Valentino anh em nhé, Valentino này. Đây, độ mới con này cũng khoảng 90% anh em nhé. Đây, cúc này, có dập chữ Valentino này. Mã Y4 này, vai 47, bụng 48, dài 70 nhé, cũng 55 đến 65 cân cho em, khoảng 1m 68, 1m72 anh em nhé. Đây, áo này thì là thường là cho các chú các bác mặc rất là phù hợp. Đây, nó có thêm một cái đường họa tiết đây này anh em này. Đây, bên trong nữa này. Đấy, khi mình mở áo ra này, trông mặc rất lịch sự, nhã nhặn, màu rất đẹp luôn này. Đây, tác này, 100% cốt tông anh em nhé. Cốt tông kiểu cốt tông cá sấu. Mã Y4 này. Tiếp theo này, mã Y5 nhé, em con này của CK này, mã Y5 này, vai 43, bụng 44, dài 63 nhé, con này khoảng 5-60 cân cho em, 1m60, 1m65 anh em nhé. Đây, CK thì thường là nó thiết kế theo cái phong cách nó không có cúc anh em nhé, đây, mặc áo kiểu phanh hết là ngược ra anh em ạ. Đây, con này độ mới cũng khoảng 90% anh em nhé. Đây, tác rất mới này, 100% cốt tông. Bên này thì là nó có thêm CK này. Đây, áo trắng nhé, rất trắng luôn đấy. Mã Y5 này. Mã tiếp theo này, một em Puma nhé. Puma màu xi măng. Đây, độ mới cũng khoảng trên 90% nhé. Đây, logo in nhiệt này của Puma này. Mã Y6 này, vai 44, bụng 53, dài 67 này. Cho anh em nào tầm cũng khoảng 55, 65 cân, 1m63 đến 1m70 mặc cho em nhé. Anh em nào mà cẩn thận thì cứ đặt áo xong cứ nhắn lại giúp em xem là cái cân nặng chiều cao ấy.
Thì để em áng áng luôn xem là anh em mặc áo này có vừa không ấy. Đấy thì là em áng thì chắc chắn là nó sẽ em cầm cái áo em đo lại ấy, thứ thì nó sẽ chuẩn, rất là chuẩn. Thì là khi mà anh em nhận được áo nó sẽ vừa vặn hơn ấy. Tiếp theo là em áo gốp này, con này của Master này. Đây, hiệu gốp nhá. Con này chất cực kỳ mát luôn, độ mới khoảng 95%. Đây, anh em mặc con này bao mát luôn này. Ở mã Y7 này, vai 50, bụng 52, dài 67 nhá. Cho anh em khoảng 55-65 cân cho em, 1m63 đến 1m70 nhá. Áo màu xanh rất là dễ mặc này. Con này mà 100% cốt tông. Đây. Cốt tông con này cốt tông mềm nhá. Sờ rất là mềm luôn. Đây. Cũng có dập chữ Master này, Master này. Đây, anh em nhìn chất này. Chất vải này. Đây. Bên này là nó cũng có tiết thêu này. Thêu của Master này. Mã Y7 này. Mã tiếp theo này em của Navi nhá, áo chấm bi này. Navi này, form size M này. Mã Y8 này, vai 39, bụng 45, dài 60 nhá. Tầm 50 đến 55 cân cho em. Cao tầm khoảng 1m55, 1m60 anh em nhá. Đây, con này là 65% polyester nhá, lại pha với cốt tông này, các này. Mã Y8 này. Mã tiếp theo này, mã Y9 nhá. Một em của Italy này, bên Italy. Con này made in Japan, Mario Giovanni. Đây, thứ hiệu là rất đắt đỏ này anh em, lưu ý. Đây, độ mới cũng khoảng trên 90%. Họa tiết thêu này. Đây, áo họa tiết này. Kẻ rất đẹp. Mã Y9 này, vai 44, bụng 47, dài 70 nhé. Tầm 55 đến 65 cân cho em. Tầm 1m68 đến 72 anh em nhé. Cúc của nó là cũng dập chữ Mario Giovanni anh em nhé, Giovanni. Con này 100% cốt tông này, tác như mới. Mã tiếp theo này, em Polo Ralph Lauren, con này form size S này. Polo Ralph Lauren, độ mới cũng khoảng 90% nhé, áo rất mới, họa tiết thêu này. Mã Y10 này, vai 45, bụng 47, dài 74 nhé, cũng khoảng 670 cân cho em nhé. Con này 670 cân cho em. Anh em nào tầm 1m68, tầm 1m75 nhé. Thế còn nào nếu mà anh em nào mặc sơ vin nhé, sơ vin thì cứ khoảng 60 cân cho em, 60 cân khoảng 1m7 cho em mặc sơ vin được nhé anh em nhé. Tầm 1m68, 1m7 mặc sơ vin được. Đây, tác này. Thế còn thông số, cốt tông, các thứ chất liệu của nó ở trên này hết rồi. Đây, con này made in Hồng Kông nhé. Mã Y10 này. Mã tiếp theo này, Y11 này, em họa tiết hồng màu, họa tiết kẻ hình quả chám này, đây rất đẹp này. Y11 này, vai 44, bụng 52, dài 65 nhé, cũng khoảng 55-65 cân cho em, 1m60-1m65 này. Đây, con này cũng rất mới nhé, con này mới khoảng trên 90%. Đây. Con này chất liệu của nó là 50% polyester, còn lại là cốt tông nhé. Đây, tác rất mới này. Mã Y11 này. Tiếp theo mã Y12 này. Con này còn Next Standard này. Đây, màu trắng nhá. Thế còn trên cổ của nó có cái họa tiết hình màu bò này. Đây, hai cái màu này kết hợp với nhau rất là đẹp luôn này. Đây, anh em nhìn này. Trông cái áo nó kiểu đơn giản thôi nhưng mà nhìn cực kỳ là sang luôn. Đây. Còn cái chất vải, chất áo mới thì cực kỳ là mới luôn, như là mới. Mã Y12 này, vai 48, bụng 55, dài 70 nhé. Cho anh em nào tầm khoảng độ 6-70 cân cho em. Tầm 1m68, 1m72. Đây, chút tông 100%. Mã tiếp theo mà em Champion này. Champion này. Đây. Độ mới con này nó cũng phải khoảng 90%. Logo theo. Theo của Champion này. Mã Y13 này, vai 50, bụng 53, dài 73 nhé. Con này tầm 65-75 cân cho em. Cao tầm 1m68-1m75 anh em nhé. Đây, 100% cốt tông.
Tiếp theo này, em polo nhé, con này ba gọi là polo made này, nhựa thêu màu hồng này, đây cúc màu rất đẹp luôn này. Mã Y14 này, vai 50 bụng 55 dài 65 nhé, cho anh em là tầm khoảng độ 6-70 cân cho em, 6-70 cân nhé, cao tầm khoảng độ 1m60-1m65. Con này nó rộng ở chiều ngang, 100% cốt tông này. Mã tiếp theo này, con này là áo dòng áo gốp này, Greater Rainbow này. Đây, áo có nguyên tác này anh em nhé. Đây, nó bị mất cái tác giấy đi rồi. Đây. Đây, màu áo rất là dễ mặc này. Mã Y15 này, vai 42, bụng 47, dài 69 nhé, tầm 55-65 cân này, 1m63-1m70 cho em nhé. Đây, chầm cốt tông, cốt tông rất mềm đấy. Con này hàng made in Japan. Mã tiếp theo này, em ăn được Amor nhé. Mã tiếp theo này, ăn được Amor này. Độ mới con này của 95%, rất mới luôn, rất mới anh em nhé. Mã Y16 này, vai 42, bụng 46, dài 61 này. Đây, con này, con này bị mất cúc ở đây, đúng không? Con này bị mất một cái cúc ở đây nhé. Đây này, đây con này em để tặng nhé. Mã Y16 tặng này, vai 42, bụng 46, dài 61 này, 560 cân cho em nhé. Đây, áo rất mới nhưng mà có cái nó bị mất cúc ở đây. Thực ra anh em mặc thì mình chỉ cần bỏ mấy cúc ra thôi, vẫn mặc ok. Đây anh em nhé, Y16 này. Đây, mũ dự phòng này. Mã tiếp theo này, em bộ IK này, áo màu xanh này. Mã Y17 này, màu xanh đậm này, Y17 này, rất mới nhé. Vai 38, bụng 43, dài 65 nhé, cho anh em tầm 50-55 cân, 1m60-1m65 mặc cho em này. Đây, áo bé này. Đây, 55% cốt tông nhé, còn lại là pha này. Tiếp theo này, American Nut này. Đây, con này áo màu trắng với xanh này. Đây, phối màu rất đẹp nhé, cổ xanh không lại đến trắng, không lại đến màu xanh này. Đây, tiếp theo này, con này phong dài XS này. Mã Y18 này, vai 43, bụng 47, dài 69 nhé, cho anh em là tầm khoảng 55-65 cân, 1m63-1m70 mặc cho em. Đây, con này made in Pakistan này, chất liệu cốt tông 100%. Tiếp theo em của ta khác này, kiểu dáng slim fit này. Đây, áo kiểu này cổ nó là cổ tròn nhé anh em nhé. Đây, cổ tròn này, rất là điệu luôn. Đây, cúc này rất đẹp luôn. Mã Y19 này, vai 43, bụng 50, dài 62 này. Cho anh em tầm khoảng 5-60 cân cho em, 1m60-1m65 này. Đấy, áo rất mới luôn. Con này mới 95%. Màu rất là đẹp này, màu dễ mặc. Con này 50% cốt tông, 50% polyester. Mã Y19 này. Mã tiếp theo Jack Spilau này. Jack Spilau này. Đây, đồ theo này, theo chữ ký nhá. Áo này màu kiểu kem một tí nâu, phớt nâu. Đây. Mã Y20 này. Vai 45, bụng 50, dài 67 nhá. Cho anh em nào tầm khoảng độ 55-65 cân này, 1m63-1m70 nhá. Đây rất mới nhá, con này mới phải 95%. Rất mới luôn. Tác, con này là 100% cốt tông nhá. Tác nét căng luôn. Đây, con này cũng hàng made in Japan anh em nhá. Mã Y20. Mã tiếp theo này, Ivy Browser này. Đây. Độ mới cũng khoảng trên 90%. Đây. Mã tiếp theo này. Cúc cũng có dập tên thương hiệu nhá. Đây nó có cũng một cái đường đen này. Đây, trong quần áo rất lịch sự luôn. Đây bên trong này cũng màu đen này anh em. Mã Y21 này, vai 44, bụng 49, dài 68 này, tầm 55-65 cân nhé, 1m63-1m70 cho em. 50% cốt tông, còn lại là polyester.
mã tiếp theo này, máy ép của hãng Ga này, con này phong giữa XXL nhé, made in Lesotho à, cái nước nào đây, 60% cốt tông, còn lại là polyester nhé. Đây, cái màu này nó thiết kế họa tiết này, trông rất là nhã nhặn nhá. Đó, các chú các bác mặc rất là phù hợp này. Mã Y22 này, vai 52, bụng 65, dài 74 nhá. Tầm con này phải tầm 70-80 cân cho em. Cao tầm khoảng 1m7 nhá, 1m7, 1m75. Đây, áo rất to này. Đây, đây con này nó chỉ có mối tắc đèn đây thôi. Mã Y22 này. Mã tiếp theo là em của The North Face nhá. The North Face này. Đây, nó phải chỗ này nó hơi bị gọi là bung một tí ti thôi anh em nhé. Đây. Đây. Cúc của The North Face này. Đây. Mã Y23 này. Vai 45, bụng 49, dài 63 nhá. Cho anh em là tầm khoảng 5-60 cân này, 1m60, 1m65 nhá. Áo The North Face nhưng mà nó hơi bị gọi là bị bung một tí ấy. Con này em sẽ bán rẻ cho anh em 100.000 thôi nhá. Đây, 100.000 em The North Face. Quá hợp lý luôn, không phải lăn tăn. Đây, nó phê hàng Hàn Quốc rồi, Made in Korea, cũng bộ phòng này. Mã Y23 nhé. Đây, ghi cho anh này. Tiếp theo là em Fila nhé, cũng màu xanh ngọc này. Fila màu xanh ngọc nhé, họa tiết thêu này. Họa tiết thêu này. Đây, độ bới cũng khoảng 90% nhé. Fila, con size M này. Mã Y24 này, vai 48, bụng 50, dài 64 nhé, tầm 55, 65 cân, 1m60, 1m65. Đây, 55% cốt tông, còn lại polyester. Đây, cúc của nó là 3 màu luôn này, rất đẹp luôn đây. Ở trên cái cổ áo nhé, nó cũng có 3 vạch cho anh em này. Đây, áo chưa đơn giản nhưng mà khi mở cổ áo ra nó cũng có cái điểm nhấn ở chữ cổ áo ấy. Đây, đấy. Nó thu hút ánh mắt về phía mình hơn ấy. Đấy, ví dụ anh em nào đẹp trai thì là đây, nó sẽ người ta nhìn mặt mình nhiều hơn. Đấy. Mã P24 này. P24. Mã Y24. Tiếp theo này, mã em của New York này. Đây. Mã Y25 này, vai 52, bụng 58, dài 66 nhá. Cho anh em là cũng khoảng độ 6-70 cân cho em, tầm 1m65. 60-65. Đây. Đây, áo này nó về chiều ngang, chiều ngang nhiều. 50% cốt tông nhá, 50% là polyester. Đây, pha. Đây, độ bời cũng khoảng 90%. Đây. Áo màu rất là nhã nhặn. Mã tiếp theo này là của Online nhá. Này, họa tiết nó theo tảng này rất đẹp này. Túi này, xong đen đen ở giữa này. Con này là chất liệu thể thao nhé. Mã Y26 này, vai 46, bụng 52, dài 67 nhé. 55 đến 65 cân này, 1m63, 1m70 mặc cho em nhé. Đây, con này độ mới nó phải 95% anh em ạ, rất mới luôn đấy. Đây, 100% polyester này. Mã tiếp theo này, em của Fred Ferry này. Fred Ferry này, đây. Anh em thấy trên mạng hay bảo con này áo kiểu áo bùng lúa. Con này thì áo mới nó cũng bằng những cái áo của Ralph Lauren, nó rơi tầm khoảng 2-3 triệu anh em nhé. Mã Y27 này, vai 42, bụng 44, dài 65 nhé. Cho anh em khoảng 5-60 cân cho em, cao tầm 1m60-1m65. Đây, áo rất đẹp luôn này. Cốt tông con này là chất kiểu cốt tông cá sấu anh em. Đây, cốt tông 100%. Con này cũng hàng made in Japan nhé. Đây, cúc này, cúc vỏ sò luôn này, đẹp này. Đây, Fred Ferry, con xe M. Mã Y27 này. Mã tiếp theo này, Van Heusen này. Made in Indonesia anh em nhé. Độ mới con này cũng như áo mới. Đây, con này khoảng 95% nhé, chất vải rất mềm. Mã Y28 này, vai 53, bụng 64, dài 73 này. Cho anh em tầm cũng 70-80 cân nhé, cao tầm 1m7 cho em. Đây, 59% cốt tông, còn lại là polyester. Đây, ở chỗ cái đoạn này nó là màu xám, ở bên trong nó là màu xanh. Đây, đây áo xanh kiểu áo đơn giản thôi. Tiếp theo, Hush Puppy này. Đây, đây
cúc và cũng dập tên thương hiệu này. Độ mới cũng khoảng trên 90 nhá. Trên 90 Huskupi này. Đây, con này thì là cũng họa tiết kẻ nhá, cũng cái màu nâu rất nhã nhặn cho các chú các bác mặc rất là phù hợp. Mã Y29 này, vai 50 bụng 54. Dài 71 nhá, cho anh em nào tầm khoảng 6 70 cân cho em nhá, 1m 68, 1m 72. Đây, cốt tông 100%. Mã Y29. Tiếp theo mà em Champion này, Champion áo thể thao nhá, họa tiết in này. Đây, cúc chỉ đỏ này. Mã Y30 này, vai 46 bụng 56. Bụng 51 nhá, vai 46 bụng 51 dài 66 này, Y30 này. Cho anh em nào tầm khoảng 55 65 cân nhé, 1m63, 1m70 cho em này. Đây, bên này cũng họa tiết in này anh em này. Đây, polyester 100%, áo thể thao. Mã Y30 này. Mã tiếp theo này, Comeka này. Đây, một tiết theo rất đẹp nhé, áo hồng nhạt này. Mã Y31 này, vai 42 bụng 46 dài 67 nhé. Cho anh em nào khoảng 55 65 cân cho em, 1m63, 1m70 anh em nhé. Con này bị cắt mất cái tag rồi anh em nhé. Đây, cái mất tag ở đây này, con này em bán rẻ, con này bán 100.000 nhé. Đây, Comeka đây. Ghi cho anh. Mã tiếp theo này, Polo Ralph Lauren này. Con này made in Philippines nhé, 100% cốt tông. Con size XL này. Đây, con này thì là độ mới nó cũng khoảng 90 anh em nhé. Logo theo này, áo màu đỏ này. Mã Y32 nhé, vai 50 bụng 57 dài 75 này. Cho em là tầm khoảng 65-75 cân nhé, tầm 1m70-75 này. Áo đỏ rất mới, 100% cốt tông. Mã Y32. Tiếp theo này, mã Y33 nhé, lại Polo Ralph Lauren tiếp nhé, áo màu đen này. Con sẽ get made in China nhé, 100% cốt tông này, con này rất mới. Con này mới về 95%, cũng như mới luôn. Đây, nó có theo này. Y33, vai 41, bụng 43, dài 64 nhé. Tầm 5-60 cân cho em, 1m60, 1m65. Đây, 100% cốt tông em nhé, 100% cốt tông. Mã tiếp theo này, con này của Melcel Abahau, con này chất như kiểu lụa anh em. Nó kiểu nó cốt tông, nhưng mà cốt tông nó rất là mềm. Anh em nhìn nó còn óng ánh này. Đây, mày mặc này sướng lắm này. Nó vẫn còn một cái ở store này anh em. Mã Y34 này, vai 61, bụng 64, dài 71 nhá. Cho anh em 7-80 cân nha. Cao tầm khoảng độ 1m7. Đây, áo rất mềm luôn. Mềm như bún. Con này là gì đâu biết. Chất này như kiểu nhung cái gì ấy. Đây, chữ này em không dịch được, như polyester nào. Đây, anh em nhìn chất áo này, rất là mềm. Mà Y34 này. Tiếp theo này, lại Polo Ralph Lauren nhé. Này, form size S này. Form size S này, cũng rất mới nhé. Con này mới cũng phải 95%, con này như áo mới luôn. Đây, ngựa thêu màu đen nhé. Mã Y35 này, vai 40, bụng 44, dài 70 này, 55-65 cân cho em. Tầm 1m68 nhé, 1m72. Bên Việt Nam, tác như mới luôn. Mã tiếp theo mà em master áo gốp này em nhé. Áo gốp này, màu kiểu màu xi măng à. Đây, con này mới, cũng rất mới luôn này, trên 90% luôn. Cúc chữ master, ui, đẹp thế. Cổ nó có màu đỏ này. Đây, đây này, kiểu như anh em đây này, đằng sau này có chữ master nữa này. Kiểu anh em mà thích mặc kiểu như là mặc kiểu cổ tàu ấy thì có thể là kéo cái cổ áo xuống mặc kiểu cổ tàu được nhá. Đây như này đấy, mặc hai kiểu, mặc hai cách mặc quần áo luôn, rất đẹp. Đây, mô tê của master này. Mã Y36 này, vai 51, bụng 57, dài 71 nhé. Tầm con này tầm 6-70 cân cho em, tầm 1m68, 1m75 nhé. Polyester 100% này, áo thể thao luôn, mát luôn. Tiếp theo em áo Huskupi nhé, con này kiểu cổ tàu anh em nhé. Cổ tàu này, đây,
Hôm rồi có mấy anh nhờ em tìm cái áo cổ tàu ấy, đây này. Đây, em có luôn. Thì ra mấy cái áo cổ tàu này tìm hiếm phết đấy anh em. Đây, hoặc kéo này. Ở mã Y37 này, vai 44, bụng 52, dài 66 này. Cho anh em tầm khoảng độ 55 65 cân nhá, 1m63 đến khoảng con này 1m68. 75% cốt tông nhá, còn lại polyester. Ở mã tiếp theo này. Con này của Powerbird này, đây. Đây, con này vải giống kiểu áo sơ mi anh em. Đây. Đây nó có thêu cái dây thừng này. Ở mã Y38 này, vai 40, bụng 42, dài 68 nhá. Tầm khoảng độ 55 65 cân cho em, 1m63, 1m70. Cúc nó chỉ ở đây thôi anh em nhé, trên này không có cúc mà. Đấy, độ bới con này rất cao nhé, trên 90% luôn. Con này là 55% cốt tông, còn lại là polyester, này pha nhé. Đấy, và con này rất mát đấy. Tiếp theo mà em New Blend nhé, cũng áo thể thao nhé, polo thể thao này. Mã Y39 này, vai 46, bụng 52, dài 63 nhé. Tầm 5-60 cân cho em, 1m60, 1m65. Ở 100% polyester, tác như mới. Ở mã cuối cùng này, mã cuối cùng em lên cho anh em một em Jenny Valentino Italy. Độ mới cực cao, đây, cũng khoảng trên 90%. Đồ theo này, Valentino này. Cúc cũng dập chữ Valentino rồi anh em nhé. Ở mã Y40 này, vai 42, bụng 48, dài 60 nhá. Cho anh em nào tầm khoảng 5-60 cân nhá, 1m55, 1m60 này. Áo của Valentino. Đây, cúc dự phòng này. Các con này hơi mờ mất rồi. Mã Y40 này. Rồi, vậy là em đã lên hết tổng cộng 40 mã áo polo cho video hôm nay. Rất cảm ơn các chú các bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.